xin thưa bà con cô bác, ba mẹ cô đang chạy, ba mẹ cô thấy có một cái tin này rất là nóng mà mới cập nhật luôn nha, ba mẹ cô muốn đọc cho bà con bác nghe. Làng quê rúng động vì vi phạm giết người lẫn trốn, ráo riết truy tìm nghi phạm giết người cướp SH mod lẫn trốn ở Long An. Đến chiều ngày 8 tháng 1, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với công an tỉnh Long An bao vây truy bắt nghi phạm giết người SH trong kiosk quốc lộ 22 ở Hóc Môn. Đến chiều ngày 8 tháng 1, tức sơn sau 2 ngày xảy ra vụ án, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với công an tỉnh Long An bao vây truy bắt nghi phạm được cho đang lẩn trốn ở khu vực những cánh đồng ở ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bây giờ nói chung là đang phong tỏa đó bà con. Cho nên ở đây là báo người ta có đăng nè. Wow, cái bài báo này nó dài quá. Trong hơn 2 ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã sử dụng chó nghiệp vụ Playcam và vận động tất cả cư dân trong khu vực đề cao cảnh giác với đối tượng tình nghi. Sáng nay bệnh rồi. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe để mình đi dạo Sài Gòn các bạn ạ. Hiện tại 30 cầu đang ở đây là 686 đường Hồng Giang, phường 12, quận 6. Bà mày còn mới mua ly cà phê, cái sẵn tiện cái đọc thấy cái tin tức này nên ba mày còn đọc cho bà con bác nghe. Tết nhất người ta bán mấy cái đồ ống nước, cái nhựa này nhiều lắm nha bà con, sơn nữa để người ta về ta sơn nhà sơn cửa. Ôi ơi, làm nguyên con heo luôn. Đây là heo quay. Ở đây là ngã tư, này là ngã tư đường Nguyễn Văn Luông với đường Hậu Giang. Hồi xưa nó là đường Thiệu Trị với đường Hậu Giang. Trước đó nữa thì nó là đường Phú Định với Hậu Giang. Ở đây người ta còn gọi đó là ngã tư Phú Định nha bà con. Đây cặp vợ chồng heo á. Bên phải ba mày rồi, đây có cái hẻm nè. Cái hẻm này hồi xưa mà quẹo vô một cái là tới lò mổ. Con đường chúng ta đang đi là đường Hậu Giang. Sáng nay ba mày còn ngủ dậy bình thường mà con, đâu có bị gì đâu. Tự nhiên cái vô tắm cái ra cái giờ sổ mũi luôn. Giờ mới tắm ra cái há xì quá trời luôn, rồi xong sổ mũi luôn. Thấy đâu có lạnh miếng gì đâu mà. Cầu này cầu Hậu Giang rồi con, hồi xưa là cầu Rà Nun. Bên tay phải này là bến Nguyễn Văn Tố. Bây giờ như là bên cảnh sát giao thông trật tự là bên giao thông và trật tự là chuyên đi bắt xe lấn chiếm lòng lề đường đó mọi người, phải không ta? Mà bắt xe thôi, nói chung là liên quan đến giao thông á.
Bên tay phải này có cái chung cư này không? Chung cư này hồi xưa đó là trường Quốc Việt. Rồi con đường này đường Minh Phụng. Wow, ở đây xây nguyên cái một cái nhà mới nè bà con. Kiến trúc Sài Gòn tổng thầu ha. Bên tay phải này đình Bình Tiên. Sáng nay tự nhiên ba mẹ cậu bị sổ mũi, cái giờ cái giọng nó ngẹt ngẹt. Ráng sẽ cố gắng nói cho nó rõ chữ, chứ không thôi là nó đớ đớ luôn á. Bên tay phải ba mẹ cậu đây là chợ Minh Phụng. Chợ này hồi xưa trước năm 75 người ta gọi là chợ Bình Tiên. À, bên đây là nhà sách Cây Gõ nè. À, hồi đó nó là rạp Tân Bình. Con đường này đường Lê Quang Sung nè, hồi xưa là Trương Tấn Bủ. Trước mặt bà con cô bác hồi xưa ở đây có một cái cây cầu. Cầu này người ta gọi là cầu Cây Gõ. Rồi chúng ta đi vào đây là chúng ta đang đi vào con đường Lê Quang Sung ở số 356. Khu vực này hồi xưa ta gọi là chợ lớn mới đó bà con. À, đây bán xôi chè nè. Ở đây thì ba mẹ cậu thấy là có một cái tiệm bánh canh cua ngon lắm. Lâu lắm rồi ba mẹ cậu chưa ăn. Nè, đây đây nè, hồi đó ba bán cái chỗ bún bình tướng nè, giờ ba giờ ra đây. À, bánh canh cua tôm cua giò. Bà đó ba bán lâu đời lắm rồi đó. Há cảo 2.000 người viên, ủa trời, dữ vậy? À không, há cảo 2.000 là tức có nghĩa là 2.000 một viên, mua 10 viên tặng 5 viên. Wow, rẻ dữ ha. Trong khi đó một viên há cảo mà đi vô nhà hàng ăn không mấy chục ngàn bạc. Một vị một sừng há cảo làm ra 4 cái mà hết 80.000, vậy là 20.000 một viên. Tính ra lời nhiều, nhiều ghê ha. Quay quỳnh gia, bữa nào ba mẹ cậu hứa là ba mẹ cậu sẽ mời bà con bác ăn thử cái vịt quay quỳnh gia này, chưa có duyên ăn nha. Bữa nào đi, bữa nào có dịp là sẽ mời ăn bà con bác ăn thử một lần. Vịt quay quỳnh gia này nè bà con, là một cái trong những người mà gọi là tài trợ cho một cái đoàn lương sư rồng ở Sài Gòn mình nè bà con, Chợ Lớn. Tại vì năm nào ba mẹ cậu cũng đi quay múa lân á. Thì đi quay múa lân thì thấy có sự quảng cáo của đoàn quỳnh gia nè. Con đường này là con đường Mai Xuân Thưởng. À, ở đây có đình Bình Tây nè. À, vậy là đình Bình Tây nằm trên đường Mai Xuân Thưởng. À, trời, cái dòng nó ngạt mũi khó chịu lắm nha. À, bên kia có ông Trương Quốc Cường đó mà con. Chật đã gãy xương bông gân đau tức công thấp.
Rồi, con đường này đường Mai Xuân Thưởng là chợ rau củ quả nè bà con, chợ rau củ. À, chợ này nó có trước năm 75 á, sau năm 75 luôn, nó chia làm hai. Buổi sáng là bán trái cây, đến khoảng 2-3 giờ chiều rồi sau đó dọn vô là để dành cho bán rau củ. Con đường này đường Phan Văn Khỏe nè. Phan Văn Khỏe thì hồi đó là Nguyễn Văn Thành. Con đường này đường Bãi Sậy nè. Hồi đó là bến Bãi Sậy. Nè, tới đây là đường Cao Văn Lầu. Xin thưa bà con cô bác, đường Cao Văn Lầu ở đây là hồi đó có một cái chẩn y viện quận 6 nằm đây nè. Nè, chẩn y viện quận 6. Rồi ti cảnh sát quốc gia quận 6 ở đây luôn. À, bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia quận 6 ở đây. Rồi tòa hành chính quận 6 cũng nằm đây luôn. Nó nguyên cái khu đất này là hồi xưa là trụ sở làm việc của mấy cái cơ quan đó. Rồi, đây là đường Phạm Bình Hổ. Rồi, mời bà con cô bác uống miếng cà phê nha. Đây, con đường này đường Bình Tây. Bên tay phải có trường trung học cơ sở Bình Tây nè. Quẹo tay phải đó bà con là cuối đường, hồi xưa có một cái chợ Bình Tây luôn. Cái chợ Bình Tây gốc hồi xưa thời Pháp á là nằm dưới nha bà con. Hình như cái hẻm này hẻm của Triệu gì nè. Phải không ta? Đúng rồi. Đây hẻm nổi tiếng bánh bía nè. Mày còn quên cái hãng bánh bía này rồi, chịu gì đó. Quán cơm gia đình nè, Lý Đồng nè. Bánh bía này nổi tiếng á nha bà con, cũng lên báo rồi lên tùm lum luôn á. Bà bán mắc lắm à, không có rẻ đâu. Chịu, à chịu Minh Hiệp hết đó. Ờ à, đúng rồi, bánh một hộp bánh bía 2 trứng là 279.000 nha bà con. À, lên giá rồi đó, chứ đã bà mày còn mua có 249 rồi. Tiệm bánh Minh Hiệp đó bà con. Guta cà phê. Trời, công nhận á, ba mày còn dọn qua nhà mới ở, ba mày còn cảm thấy hẹp bi dễ sợ luôn á. Đã lắm bà con. Đến thời điểm này là ba mày còn vẫn cảm thấy hẹp bi với nó.
thời buổi xu hướng Sài Gòn bây giờ là lên chung cư ở nha bà con. Hồi xưa ba mẹ còn thích ở nhà phố. Hồi đó nhà ba mẹ còn ở nhà phố bự lắm bà con. Ba mẹ còn nói thật á. Hồi đó cái lên chung cư ở cái tự nhiên cái có suy nghĩ là tự nhiên chui vô cái hốc mà như cái nhỏ xíu như cái lỗ mũi sầu ở. Nhưng mà xu hướng bây giờ là lên chung cư ở nha bà con. À, cái này là cái gì nè bà con, có ai đọc được tiếng Hoa bà con, bà con bắt đọc giúp ba mẹ cô cái này là cái chữ gì bà con. Nó có đầy đủ dịch vụ tiện ích nhiều lắm. Ba mẹ cô đến bây giờ ba mẹ cô vẫn còn khoái nữa. Thiệt luôn á, khoái thiệt á chứ không phải xạo đâu. Mà không có nói cái tên chung cư đó được. Bởi vì mất công cái mình đi quảng cáo giùm rồi mất công người ta lại nói dân làm YouTube bị đặt đi quảng cáo lấy tiền, phiền. Rồi, đây, cái khu này là khu giải tỏa nè. Sáng sớm. À, nhà này là ngộ lắm, nhầm qua ba mày còn thấy quăng hàng lên nóc nhà, bây giờ là quăng hàng xuống rồi bà con. Ở đây đây hồi xưa là cái dựa mía. Đây là bến Nguyễn Văn Thành. Bữa giờ là ba mày còn đang tập chơi gót đó bà con. À, giờ nói chơi gót chứ ở Việt Nam là không ai biết chơi gót là gì đâu mà chơi gôn. Sao buồn ghê ha, tự nhiên sao bữa giờ dạo này cái kênh ba mày cồn không ai chửi ba mày cồn nữa ta. Không ai bắt lỗi ba mày cồn luôn á. Chợ này là chợ Bình Tây nè bà con. Đây là chợ Bình Tây. Nhìn qua bên đây. Vớ khăn. Con đường này là đường Quỳnh Phải Yến. Hồi xưa ở đây có một xe mì tàu ngon lắm mà không biết nằm bên nào.
đường này đường Thịnh Quỳnh Hòa Yến nè, hình như xe đó, nằm bên này. Ồ, trung tâm Nguyễn Kim nằm đây hả ta? À đó, đây là bến xe buýt nè bà. Bến xe buýt Sài Gòn Chợ Lớn là đi nó đậu về tới đây. Ở đó mỗi lần ba Michael đi lấy đồ ra đây ra Chợ Lớn lấy hàng á là đi xe buýt nó đậu ở đó đó. Đường này đường Nguyễn Thị Nhỏ nè, hồi xưa là đường Dương Công Trừng. Đường này đường Trang Tử, có một cái chợ, chợ này là chợ Sâm Côi. Chợ này là nổi tiếng là bán trái cây nha bà con. Mua trái cây á, bà con bác mua vòng vòng trên đây nè. Nhưng mà nhớ mua chỗ bán lẻ đó, chứ còn mà mua chỗ bán sỉ là nó không có bán đâu.